Từ lực bốc và Đinh Quang Thái trên trọng kính chào quý khán giả. Sau đây xin kính mời quý vị theo dõi mục điểm tin ngày thứ hai 18 tháng Giêng năm 2021. Trước hết là phần lược thuật những tin quan trọng. Cơ quan CDC cảnh cáo sẽ có thêm 100.000 người Mỹ nữa chết vì coronavirus trong tháng 2 sắp tới. 25.000 vệ binh quốc gia bảo vệ lễ nhậm chức của Tổng thống tân cử Joe Biden. Tổng thống Donald Trump sẽ chia tay Tòa Bạch Ốc vào sáng sớm ngày thứ Tư, 20 tây tháng Giêng. Bộ Quốc phòng nói rằng sẽ không có lễ nghi quân cách để tiến ông Donald Trump. Một số người bị bắt vì vụ nổi loạn chiếm quốc hội đang van nài xin Tổng thống Donald Trump ân xá. Sau đây là phần tin chi tiết. Trước các lời tin liên quan đến tình hình coronavirus tại nước Mỹ, thưa quý vị bác sĩ Rochelle Walensky là người sẽ lên nhậm chức giám đốc của cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Hoa Kỳ tức là CDC vào ngày 20 tháng riêng còn hai ngày nữa khi mà tổng thống Joe Biden nhậm chức thì bác sĩ Walensky vừa mới nói với đài CBS trong chương trình Face the Nation ngày hôm qua là chúng ta phải uh, tiên đoán vào khoảng giữa tháng 2 của năm nay tức là chỉ còn vào khoảng một tháng nữa thôi thì tổng số người Mỹ chết thêm vì coronavirus sẽ lên tới 100.000 người. À, bác sĩ uh, Walensky nói rằng tình hình rất rất là đáng lo ngại và ám đạm. À, bác sĩ nói rằng có những người mà giờ phút này đang nhiễm uh, dương tính COVID-19 nhưng mà không có một cái dấu hiệu nào cho thấy là bị bệnh cả và chính những người này là cái nguồn lây nhiễm covid 19 cho nhiều người khác. Ở đây cũng là hậu quả của cái việc mà hàng triệu người Mỹ đã di chuyển về thăm nhà trong cái đợt à, Tết tây vừa qua và bây giờ họ trở về các tiểu bang nhà của họ thì cái sự bùng phát của covid 19 trong cái đợt này bắt đầu. À, thưa quý khán giả, trong khi đó thì một số những tin tức à, tổng hợp ngày hôm nay cho thấy rằng cái lực lượng an ninh uh, tại thủ đô Washington DC đã được tăng cường tới mức độ tối đa để uh, bảo vệ an ninh cho lễ nhậm chức của tổng thống uh, Joe Biden và phó tổng thống Kamala Harris. Bà Kamala Harris uh, sáng sớm ngày hôm nay sẽ vào Quốc hội liên bang của nước Mỹ và loan báo việc bà từ chức khỏi vai trò nghị sĩ liên bang mà đơn vị bầu cử là California. Đây là cái thủ tục bởi vì bà um, tuyên bố từ chức để rồi sau đó sẽ nhậm chức uh, phó tổng thống của nước Mỹ vào ngày 20 này. Ở trước những cái tin là có thể những cái nhóm vũ trang uh, cực đoan uh, tung ra những cuộc tấn công vào các trụ sở lập pháp của nước Mỹ, thì thưa quý vị, ngoài thủ đô Washington DC với 25.000 vệ binh quốc gia cùng với các cơ quan tình báo CIA, cảnh sát tại thủ đô, và những lực lượng uh, sở mật vụ sẽ bảo vệ an ninh cho ngày lễ nhậm chức. thì có vị, rất nhiều các tiểu bang trên uh, toàn lãnh thổ Hoa Kỳ đã có lệnh và báo động. Ở trong đó có Illinois, Michigan, Colorado, Ohio, uh, Virginia, Wisconsin, New York. đặc biệt là California thì ông thống đốc uh, Gavin Newsom đã điều động 1.000 vệ binh quốc gia để bảo vệ cho tòa nhà quốc hội của tiểu bang. Uh, đối diện với một cái nguy cơ rằng có thể sẽ có một số những binh sĩ trong lực lượng vệ binh quốc gia có thể nhé uh, tạo phản uh, trong cái ngày lễ nhậm chức. Cơ quan FBI đã bắt đầu tiến hành cái cuộc điều tra lý lịch của những uh, uh, quân nhân mà sẽ được điều động tới thủ đô Washington. Uh, trong khi đó thì bộ trưởng bộ Lục quân của Hoa Kỳ là ông Ryan McCarthy nói với hãng thông tin AP rằng ông rất là lo lắng cái tiềm kinh mối nguy cơ có thể xảy ra trong hàng ngũ uh, về binh quốc gia cho nên ông yêu cầu rằng đã phải có những cái, uh, cái uh, trường hợp được huấn luyện đặc biệt làm cách nào đó để đối phó với cái tình huống có thể xảy ra trong ngày nhậm chức của tổng thống đắc cử Joe Biden. Bản tin của các hãng thông tấn uh, cho biết là ngay sau khi lên nhậm chức ngày 20 mươi tháng riêng này tổng thống uh, tân cử sẽ ký một loạt những cái sắc lệnh hành pháp để thay đổi lập tức một số những chính sách của ông donald trump những sắc lệnh nó gồm có sau đây theo lời của vị tránh uh, văn phòng tương lai của ông joe biden đó là ông ron klain một là nước mỹ sẽ tham dự trở lại cái thỏa thuận về thay đổi khí hậu toàn cầu đây là một cái hiệp ước toàn cầu về uh, mục đích là cắt giảm cái khí thải carbon. Điều thứ hai là ông Joe Biden sẽ ký lệnh để bãi bỏ lệnh cấm đi lại đối với các quốc gia mà đa số là dân theo hồi giáo. Cái điều thứ ba là tạm ngưng lệnh trục xuất nhà cửa đối với những người mà bị khó khăn trong thời gian Covid không có tiền trả tiền nhà và đồng thời ngưng đòi tiền nợ của sinh viên cũng vì sinh viên khó khăn không có tiền trả trong cái đại dịch vừa qua. Ngoài ra, ông sẽ kêu gọi 100 ngày toàn dân Mỹ mang khẩu trang để ngăn chặn đà lạ, lây lan của coronavirus. Ngày hôm qua, thì bác sĩ Anthony Fauci là giám đốc uh, các viện truyền uh, nhiễm và dị ứng quốc gia uh, nói với báo chí rằng cái mục tiêu trích uh, ngừa 100 triệu liều vaccine cho dân chúng Hoa Kỳ trong 100 ngày đầu khi ông Joe Biden uh, lên cầm quyền uh, thì đó là một điều hoàn toàn có thể thực hiện được nói trong chương trình the press bác sĩ fauci nói rõ là hiện nay có hai loại vaccine nữa thứ nhất là của hãng astrazeneca hợp tác với là oxford university bên anh và cái loại thuốc thứ hai là của johnson johnson rất có thể sẽ được tung ra để sử dụng cho dân chúng hoa kỳ trong thời gian sớm sắp tới sau khi mà hai cái loại vaccine này được cơ quan fda tức là kiểm soát thực phẩm và thuốc men của Hoa Kỳ chuẩn thuận. Ngoài ra thì uh, tin của ông tránh văn phòng tương lai của ông Joe Biden đó là ông Ron Klain uh, còn nói rằng một trong những sắc lệnh hành pháp là ông uh, tổng thống Joe Biden sẽ gửi qua Quốc hội một cái kế hoạch để nhằm mục đích cải tổ lại vấn đề uh, di trú của Hoa Kỳ. Và trong vòng 100 ngày đầu tiên khi ông Joe Biden làm lãnh đạo Tòa Bạch Ốc, thì theo dư trù là ông sẽ cải đổi cái luật về di trú để mở đường cho hàng triệu người hiện nay đang sinh sống mà không có giấy tờ hợp pháp từ nước Mỹ. Họ có thể nộp đơn trở thành công dân của Hoa Kỳ. Về vấn đề phân phối vaccine tại nước Mỹ, thì cho tới sáng nay, tức là ngày 18 tháng, tháng Giêng, đã có 12 triệu 200 ngàn mũi thuốc Covid vaccine được trích cho dân chúng Mỹ như vậy tức là cái mục tiêu mà tổng thống Donald Trump đặt ra ở trong cái chiến dịch có tên là Operation RAPID đã không đạt được bởi vì chiến dịch này dự trù là cho tới ngày 31 tháng 12 năm 2020 tổng số dân Mỹ mà được trích ngừa trên toàn quốc sẽ là 20 triệu người nhưng mà như vậy là không đạt được trong khi đó thì có một cái tin vui đối với tiểu bang North Dakota là số người bị liếm, nhiễm nhiễm uh, COVID-19 đã giảm xuống rất nhiều, rất là đáng kể, con số giảm là 80%. Nhưng mà 47 tiểu bang khác của Hoa Kỳ thì số người mà thử nghiệm có dương tính uh, coronavirus giờ vẫn cao hơn là 5% với uh, cái tiêu chuẩn mà do Johns Hopkins University và WHO là tổ chức y tế thế giới đưa ra. Uh, tổ chức WHO thì nói rằng Chính phủ tất cả các nước ở trên thế giới chỉ nên đặt vấn đề là mở cửa toàn diện nền kinh tế của mình với một điều kiện là số người dân của quốc gia đó mà bị lây nhiễm COVID-19 dưới 5% xét về dương tính. Đó. Thưa quý khán giả, theo tin của tờ The Wall Street Journal, thì Tổng thống Donald Trump đã vừa ký một cái sắc lệnh yêu cầu mũ giác đài của nước Mỹ đặt tên quốc gia do Thái tức là Israel vào trong cái cấu trúc chỉ huy của quân đội Hoa Kỳ à, trực thuộc vào Bộ Quốc Phòng. Cho tới ngày hôm qua đó thì Israel vẫn nằm trong sự trong cái danh sách của những quốc gia thuộc về Bộ chỉ huy Âu Châu của nước Mỹ và bây giờ thì thưa quý vị, xác lệnh của Tổng thống Donald Trump sẽ truyền do Thái trực thuộc vào trong quốc gia mà Bộ chỉ huy trung bộ tức là Central Command, uh, Command của nước Mỹ chịu trách nhiệm về an ninh. Uh, Central Command là một bộ chỉ huy chính uh, có trụ sở đặt tại Florida và có nhiệm vụ là giám sát tất cả mọi hoạt động của binh sĩ Mỹ hiện nay đồn trú tại 27 quốc gia thuộc vùng sừng Phi châu và trong đó có các chiến trường Afghanistan, Iraq. Uh, bộ uh, Quốc phòng của Hoa Kỳ nói rằng cứ mỗi 2 năm đó, thì bộ quốc phòng sẽ duyệt xét lại cái vấn đề những quốc gia nào sẽ trực thuộc vào cái việc uh, uh, chỉ huy người uh, vật quân sự của quân đội Mỹ đó uh, uh, bao gồm những khu vực nào thí dụ bộ chỉ huy trung bộ hay là bộ chỉ huy Âu Châu uh, tin của tờ The Wall Street Journal nói rằng sở dĩ có xác lệnh hành pháp này của tổng thống Donald Trump đưa Israel từ danh sách của những quốc gia được cái sự bảo vệ của bộ chỉ huy Âu Châu sang sự bảo vệ của các quốc gia thuộc vùng uh, Bộ Chỉ huy Trung Bộ là bởi vì đã có một cái sự vận động hành lang nhằm mục đích là Israel uh, có thể vận động được những quốc gia trong khu vực Trung Bộ để chống lại với nhà cầm quyền Iran. Một cái uh, bản tin do hai viên chức cao cấp của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã xác nhận với tờ báo uh, thuộc Bộ Quốc phòng, là tờ Defense One, bản tin này nói rằng đây là lần đầu tiên mà quân đội Hoa Kỳ không giữ cái truyền thống, tức là sẽ tổ chức một cái buổi lễ uh, chào danh dự để tiễn tổng thống đương nhiệm Donald Trump rời khỏi tòa bạch Ốc vào sáng ngày 20 tây tháng riêng này. Uh, thưa quý vị, theo truyền thống từ xưa tới giờ, bắt đầu từ lúc uh, tổng thống uh, Ronald Reagan, thì cái ngày mà một vị tổng thống đang tới chức rời khỏi tòa bạch ốc để nhường quyền cho vị tổng thống kế nhiệm đó. Lúc nào đội quân danh dự của Hoa Kỳ cũng sẽ có một buổi lễ chào kính cái vị tổng tư lệnh tối cao quân lực Hoa Kỳ. thí dụ khi mà tổng thống Barack Obama rời khỏi chức vụ ngay tại một cái bộ chỉ huy của quân đội Hoa Kỳ, thủy quân lục chiến, hải quân, không quân, bộ binh và các đơn vị khác thiện chiến của quân đội Hoa Kỳ đã duyệt binh trong một cái ngôi nhà nó gọi là một cái hang hangar tức là một cái căn cứ quân sự Mỹ đi qua trước mặt uh, Tổng thống Barack Obama rồi sau đó họ chào kính Tổng thống khi mà ông rời khỏi chức vụ uh, lãnh đạo tại Bạch gốc năm nay thì tin của ngũ giác đài uh, qua các bản tin của tờ Defense One nói rằng họ sẽ không giữ cái truyền thống đó cái danh sách của những công ty và những tổ chức uh, bắt đầu uh, không còn ủng hộ Uh, trump organization càng lúc càng nhiều uh, bản tin sáng nay từ florida cho biết là uh, hội đồng thành phố palm beach đã nhận được thư uh, của cư dân chung quanh cái khu vực uh, nghỉ mát của tổng thống uh, uh, donald trump tại uh, florida đó là mark alago những người dân này nói rằng họ muốn xem xét lại cái việc chấm dứt cái hợp đồng thuê mướn của trump international golf club ở khu vực West Palm Beach với uh, cái hội đồng thành phố này. Luật sư của quận Palm Beach là ông Howard Fanken nói với đại NBC là hội đồng thành phố đã nhận được cái lời yêu cầu của dân chúng uh, cũng như là những cái lời yêu cầu này có nêu ra trong cái thư của họ là họ uh, nói về cái vụ bạo loạn tại quốc hội Hoa Kỳ hôm mùng 6 tây tháng riêng vừa qua mà có những cái ngôn ngữ gọi là khích động của tổng thống donald trump trong khi đó thì một luật sư của uh, trump international golf court thì nói với báo chí rằng uh, cho tới bây giờ chưa có một cái thỏa thuận nào để nh nhắm tới cái mục đích là hủy bỏ cái hợp đồng giữa một bên là tổ chức của tổng thống trump uh, uh, phụ trách về cái sân đánh góp ở đây và một bên là cư dân ở trong vùng cả Thưa quý vị, The Trump Organization đã trả cho Palm Beach County mỗi một tháng số tiền lên tới 88.300 Mỹ Kim, cái tuyển thuê mướn cái đất từ khu vực này. Mà đất từ khu vực này nó bao gồm luôn cả cái khu mạc Alago Resort, mà theo như thỏa thuận là không ai được quyền ở trong cái khu nghỉ mát này một cái thời hạn quá 21 ngày trong một năm. Tức là họ có thể nghỉ một lần là 10 ngày, một lần 11 ngày. Nhưng mà nếu mà liên tục quá 21 ngày đã thì vi phạm vào cái thỏa thuận với um, cái khu vực uh, của cái thành phố Palm Beach. Thì hiện nay người ta chưa biết là khi mà Tổng thống Donald Trump có dự trù về bên đó để nghỉ sau khi rời Tòa Bạch Ốc thì ông sẽ chọn nơi nào là nơi cư trú um, thường xuyên. Bởi vì cư dân ở đây họ đã nói rằng uh, chung quanh cái khu mạng Mạc-Alago có rất nhiều nhà cửa bán đẹp lắm, to gần biển. Là tổng thống Trump có thể mua để ở đó chứ ở trong mặc Alago Resort thì không được. Ngoài ra thì tin của tờ New York Times còn cho biết rằng cái tổ chức Girl Scout tức là hội hướng đạo nữ hướng đạo lớn nhất của Hoa Kỳ uh, có tên là The Girl Scout of Greater New York đã chính thức thông báo cho biết là họ muốn chấm dứt cái hợp đồng uh, đã ký ở trong vòng uh, 15 năm với Trump Organization tại cái địa chỉ số 41 Street ở tại New York. Đây là cái địa chỉ thuộc cái tòa nhà Trump Building cao 72 tầng với tổng diện tích là 1 triệu 300 ngàn square foot nằm ngay tại cái trung tâm tài chính Manhattan Financial District. The Girl Scouts of Greater New York nói rằng cái hợp đồng này là kéo dài 15 năm nhưng mà bây giờ họ mới có được 8 năm thôi. Họ không muốn có trụ sở nằm trong cái tòa nhà này nữa. Liên quan đến cái viễn ảnh mà Tổng thống Donald Trump có thể sẽ bị luận tội khi mà hồ sơ luận tội của ông được Hạ viện Liên bang chuyển lên cho Thượng viện Liên bang. Thì thưa quý khán giả, cựu giám đốc của cơ quan FBI đó là ông James Comey ngày hôm qua nói với báo chí rằng ông nghĩ là Tổng thống Donald Trump nên bị luận tội tại Thượng viện nhưng không nên bị truy tố tội hình sự vì theo như lời ông James Comey cái việc truy tố tội hình sự ông Donald Trump sẽ không giúp ích gì được cho nước Mỹ cả để mà hàn gánh cái vết thương chia rẽ 4 năm vừa qua do ông Trump gây ra ông James Comey nói uh, với báo chí rằng đất nước uh, của chúng ta tốt hơn hết á, là không nên tạo ra một cái diễn đàn cho ông Donald Trump nữa bởi vì chính nếu như mà dẫn tới một cái vụ truy tố hình sự ông Donald Trump đó, Thì cái vụ truy tố hình sự này nó sẽ được xuất hiện trên truyền hình mỗi ngày, mỗi đêm Và có thể kéo dài 2 năm, 3 năm Như vậy tức là hình ảnh ông Donald Trump sẽ được dân chúng Mỹ xem mỗi ngày Và đó là cái điều mà ông Trump mong muốn Ông James Comey cho rằng cái điều hay nhất là ông Donald Trump nên chìm vào bóng tối, tức là không còn spotlight, không còn những ánh đèn sân khấu nào chiếu rọi lên tạo hào quang cho ông Trump nữa. À, ông James Comey là uh, người trông coi cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI và bị uh, tổng thống Donald Trump uh, đuổi việc vào năm 2017 bởi vì lúc đó ông James Comey đang cầm đầu cái, uh, cái công tác mà đi điều tra thử xem. Cô liệu có sự thông đồng không giữa chính phủ Nga của Vladimir Putin và ủy ban tranh cử của Tổng thống Trump nhằm dẫn tới kết quả là ông Trump thắng cử năm 2016. Ngày hôm qua trả lời với cái hệ thống radio Sky News của nước Anh, thì ông James Comey nói rằng năm nay ông 60 tuổi, ông bảo là cái việc mà truy tố hình sự ông Donald Trump sẽ làm cản trở cái nỗ lực đoàn kết quốc gia của tân tổng thống Joe Biden. Ông bảo hay nhất là mọi người quên ông Donald Trump đi, đừng có tạo thành những cái diễn đàn cho ông Trump nữa. Và ông James Comey đã hóm hình ví von rằng ông Donald Trump tha hồ đứng tại mặt bên Florida, hò hét cái gì thừa hò hét mà nếu chúng ta không nhắc tới nữa thì coi như cái tiếng hò hét của ông Donald Trump uh, trôi vào khoảng không. Một uh, người đàn bà um, chuyên gia buôn bán nhà cửa tại um, tiểu bang Texas là bà Jana Ryan đã chính thức lên tiếng van nài thống thiết xin tổng thống Donald Trump hãy uh, uh, ký giấy tha tội cho bà. Uh, thưa, uh, thưa quý vị uh, bà Jana Ryan là một chuyên gia buôn bán về địa ốc chắc là giàu có cho nên hôm vừa rồi trong ngày mùng 6 tháng riêng thì uh, trước đó một ngày bà đã mướn một chiếc máy bay riêng tức là private jet bay từ uh, Texas bay qua thủ đô Washington DC và hình ảnh sau đó ở trên uh, mạng lưới um, xã hội mà bà ta tự quay lấy đã, cho thấy rằng trong lúc mà bay ở trên trời như vậy thì bà nhìn xuống vùng thủ đô Washington và bà bảo rằng bà sẽ có mặt ở phía dưới và bà đến đó theo lời kêu gọi của tổng thống Donald Trump và bảo rằng sống chết là không quan trọng nhưng mà đó là một cái hành động mà bà cho rằng bà sẽ tấn công vào trụ sở của quốc hội Hoa Kỳ sau đó người ta thấy là trên mạng xã hội xuất hiện một cái hình của bà đứng bên cạnh một cái cửa sổ của trụ sở quốc hội liên bang đã bị đập nát cái, cái kiến đó và đưa cái hình đó lên trên mạng xã hội. Thì thưa quý vị, cơ quan FBI cho biết là họ đã có trong tay vào khoảng 150.000 tấm hình đó của những người mà uh, đã đi dự vào cái vụ bạo loạn ngày 6 tháng Giêng Một cái điều đặc biệt, FBI chỉ nói rằng những cái tấm hình đó do ai cung cấp, do bạn bè của những người mà đi dự cái cuộc bạo loạn đó do họ hàng của những người mà đi dự vào cái vụ bạo loạn đó gửi cho cơ quan FBI. Thì chính vì lý do đó cho nên bà Jana Ryan không còn cách nào khác hơn. Hôm thứ Sáu vừa qua đã phải ra trình diện cơ quan FBI. Và bà đã quay về phía cái ống kính, bà nói với báo chí rằng, bà bảo rằng tất cả chúng tôi là những người tham gia vụ bạo loạn đó, xứng đáng được một cái sự khoan hồng của Tổng thống Donald Trump. À, bà cho biết rằng bà đang đối diện với án tù và bà bảo rằng bà không không đáng nhẽ mà không có nên làm như thế và bà nói rằng bà đến thủ đô Washington bởi vì bà lắng nghe cái lời hiệu triệu của tổng thống Trump và bà đến vì lời kêu gọi của tổng thống Trump chúng ta chưa biết nhưng mà sáng nay thì một số các cơ quan truyền thông vẫn nhận định rằng chắc là tổng thống Trump sẽ không tha tội cho ký cái giấy gọi là tha tội những người này bởi vì tha tội như vậy có nghĩa là những người này có tội. Mà những người này có tội có nghĩa là uh, những cái lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump vào sáng hôm 6 tháng Giêng. Đó. Uh, Tổng thống Trump sẽ khó giải thích được với dư luận là tại sao lại kêu gọi những người như thế, những người mà được tha tội đó, đến để làm cái cuộc uh, bạo loạn tại um, Tòa nhà Quốc hội. Lời tin của tờ The Daily Mail và một số các báo chí khác cho biết, là tổng thống Donald Trump đã chính thức uh, có kế hoạch là sẽ rời khỏi um, tòa Bạch Ốc vào dạng sáng ngày thứ tư tức là ngày một 20 tây tháng riêng và cái lễ chia tay tổng thống Trump sẽ được tổ chức ngay tại John Bay Andrew Air Force đó là cái nơi mà chiếc Air Force One tức là chiếc không lực một đậu trong thời gian mà uh, bất kỳ tổng thống của Mỹ nào muốn đi công du đều đến đó để mà đi cả thì thứ cứ vì cái thư mời một số quan khách đến dự cái buổi lễ chia tay của tổng thống Donald Trump đã được gửi ra uh, giới hạn thôi bởi vì cái tình hình an ninh và tất cả quan khách đều được yêu cầu là phải có mặt từ 6 giờ sáng cho tới 7 giờ thôi 8 giờ thì chưa chứng kiến cảnh tổng thống Donald Trump uh, lên chiếc Air Force One bởi vì ông bay bằng Marine One là chiếc của thủy quân đội chiến từ tòa bạch ốc ông bay ra tới John Base Andrew. Uh, tin nói rằng có thể tòa bạch ốc đang muốn sẽ có một cái lễ um, chia tay Tổng thống Trump với cái dàn quân danh dự sẽ có thảm đỏ và thậm chí bắn 21 phát để bác nữa. Nhưng mà như lúc nãy chúng tôi thưa với quý khán giả là tin của tờ Defense One, tức là tờ báo của cơ quan quốc phòng Mỹ cho biết là um, phía bên quân đội không có ý kiến, không có dự trù và sẽ tiến hành một cái nguyên nghi lễ quân cách như vậy để tiễn Tổng thống Donald Trump. Những hình ảnh mà năm nay chúng ta sẽ không thấy À, như là những năm trước theo cái truyền thống của nước Mỹ à, thí dụ vào năm 1977 chẳng hạn lúc đó thì ông Gerald Ford là tổng thống đã thua cử trong cái cuộc bầu cử với đối thủ là ông Jimmy Carter của đảng dân chủ nhưng mà hình ảnh cho thấy rằng cả ông Gerald Ford lẫn ông Jimmy Carter đều ngồi trên một chiếc xe limousine tiến từ cái phía tòa nhà quốc hội để đi đến cái địa điểm mà ông Jimmy Carter sẽ tuyên thệ lấy nhiệm chức. Một cái hình ảnh thứ hai, thí dụ như là năm 1993, khi mà ông Bill Clinton thắng cử Tổng thống George H. W. Bush, thì Tổng thống Bush và đệ nhất phu nhân Barbara đã đón vợ chồng ông Clinton ngay tại tòa Bạch Ốc, ngay tại cái thềm tòa Bạch Ốc trong buổi sáng mà ông Clinton nhậm chức hay là cái hình ảnh mà ông Barack Obama đã đón tổng thống Donald Trump vào ngày 20 tháng Giêng năm 2017 ngay tại tòa Bạch ốc. Mặc dù trong suốt thời gian tranh cử thì ông Donald Trump cứ nói rằng ông Barack Obama không sinh tại nước Mỹ vân vân. Nhưng mà hình ảnh thấy rằng ông Barack Obama đứng sau là ông Phó tổng thống Joe Biden ôm vai ông Donald Trump để chào đón tại tòa Bạch ốc. Hay là một cái hình ảnh rất là cảm động khác đó là khi mà ông Al Gore, lúc đó là phó tổng thống cho ông Bill Clinton đã tranh cử và thua ông George H. W. Bush có mấy trăm phiếu tại Florida thôi. Nhưng mà ông Bill Clinton, ông Al Gore đã tổ chức một cái buổi tiếp tân rất là đầm ấm, trang trọng tại Tòa Bạch Ốc để đón tổng thống tân cử George H. W. Bush. Cái truyền thống văn hóa tử tế tốt đẹp đó năm nay không thấy tại Tòa Biệt Bạch Ốc vì tổng thống Trump quyết định rời tòa gốc đi vào lúc sáng sớm ngày 20 tây tháng riêng, như ông đã từng tuyên bố, ông không dự lễ của ông tổng thống đắc cử Joe Biden và cũng chưa nhận là mình thua cuộc và cũng không có một lời chúc mừng ông Joe Biden. Liên quan đến hoạt động vào những ngày chót của tổng thống Donald Trump là sẽ tha tội cho một số người, thì thứ quý vị tin của tờ New York Times cho biết là um, luật sư riêng của tổng thống Trump đó là ông Rudy Giuliani có thể là người đã đứng ra vận động Tổng thống Donald Trump tha tội cho một số người và đổi lại thì ông Rudy đã nhận một khoản tiền có những khoản tiền lên tới 2, 2 triệu Mỹ Kim Tờ New York Times đưa ra một cái trường hợp cụ thể đó là một cựu nhân viên tình báo Hoa Kỳ thuộc cơ quan CIA là John Kiriakou Ông này đã bị lãnh án vào năm 2012 với bản án là 30 tháng tù bởi vì đã tiết lộ danh tính của một đồng nghiệp trong cơ quan CIA mà vì đồng nghiệp đó lịa dính tới một cái chuyện, cái phương pháp uh, gọi là điều tra chấn nước tù binh. Uh, ông Kriaku đang vận động để xin được uh, Tổng thống uh, Donald Trump tha tội, bởi vì nếu được tha tội đó, thì ông được hai cái quyền, quyền thứ nhất là đeo súng, quyền thứ hai được lãnh cái số tiền hưu bổng của ông trong bao nhiêu năm trời, ông làm việc cho cơ quan CIA. Thì tờ New York Times nói rằng có một cuộc gặp giữa ông uh, luật sư Giuliani, À, một phụ tá luật sư và ông Kiriakou tại một khách sạn của Trump International Hotel ở thủ đô Washington. À, trong ngày hôm đó thì tôi cứ bị lúc mà ông luật sư G, G, Giuliani đi vào trong phòng vệ sinh thì người phụ tá của ông luật sư này nói với cựu nhân viên tình báo John Kiriakou là nếu mà ông John này muốn xin được tổng thống tha tội đó thì có thể phải tốn tiền đấy, tốn tới 2 triệu mỹ kim và ông uh, luật sư riêng của tổng thống có thể lo được vụ này. Thì ông Kiriakou đã bật cười lên ông bảo là toàn bộ cái tiền hưu bổng của tôi trong cuộc đời đi làm tình báo Mỹ được 700.000 mỹ kim thì bây giờ tiền đâu ra mà tôi có 2 triệu rồi tôi chạy cái vụ này thì đó là uh, cái tin của tờ New York Times. Nhưng mà sau đó thì ông luật sư Giuliani nói với tờ New York Times rằng hoàn toàn ông không có nhớ là đêm hôm đó ông có nói cái gì trong cái bữa gặp gỡ đó bởi vì lúc đó ông say. Thì chúng ta không biết uh, thực hư về cái bản tin của New York Times như thế nào Nhưng mà Tổng thống Donald Trump trong thời gian vừa qua đã ký giấy tha tội cho một loạt những người thân cận với ông Trong đó có ông Paul Manafort là cái người mà uh, coi với cái chiến dịch tranh cử của ông Trump năm 2016 Ông Rose, Rose Stone là một người bạn lâu đời của ông Trump Và Chuck Kushner là thông gia với ông Trump Tức là bố của anh chàng uh, Kushner là chồng của cô Ivanka đó thì thưa quý vị, tin sáng nay cho biết là Tổng thống Donald Trump dự chủ ngày mai là ngày thứ ba, hai, ngày 19 tây tháng riêng. Ông Trump sẽ ký tha tội cho khoảng 100 người, mà trong đó à, có những người phạm vào những cái tội hình sự, à, có những người phạm một cái tội hiếp dâm. Và đặc biệt có ông bác sĩ Salomon Melgan, là một trong những bác sĩ tại Palm Beach ở bên Florida. Ông này đã bị à, bắt vì cái tội khai gian về thuế và gian về hồ sơ uh, y tế của uh, người khác. Uh, Tổng thống Donald Trump cũng uh, cân nhắc trong thời gian vừa qua là có thể ký giấy tha tội cho các con của ông và chính bản thân ông nữa. Nhưng mà cho tới sáng ngày hôm nay thì các um, tin cho biết là chắc có lẽ là không. Tổng thống Trump chỉ ký tha tội cho những người khác mà thôi. Và cuối cùng là tin liên quan đến ông Alexei Navalny là nhân vật đối lập hàng đầu của nước Nga, năm nay ông 44 tuổi. Thưa quý vị, ông đã bị bắt vào lúc ngày sáng ngày hôm qua ngày chủ nhật tính theo giờ tại thủ đô Mạc Tư Khoa của nước Nga. Ông bay một cái chuyến bay từ nước Đức trở về nước Nga sau cái thời gian chữa bệnh. Chúng ta đều biết tin là ông lãnh tụ đối lập Alexei Navalny đã bị đầu độc bởi một cái chất thuốc độc tại nước Nga rồi sau đó ông được chuyển qua bên Đức để chữa trị vào tháng 8 vừa qua ông đã hồi phục sức khỏe. thì hôm thứ bảy ông nói với báo chí tại nước Đức ông bảo là ông cương quyết trở về quê nhà ông chấp nhận đối phó với những cái biện pháp mà Vladimir Putin có thể dành cho ông. À, ông cũng được biết là có một số rất đông dân chúng sẽ tụ tập tại phi trường để đón nhằm mục đích là ủng hộ cho ông à, trong chuyến bay ngày hôm qua thì đầy nghẹt đều là báo chí quốc tế ở trong đó có bà vợ và người luật sư riêng của ông thì thưa quý vị khi mà chiếc máy bay về bay về gần tới phi trường quốc tế tại thủ đô Mạc Tư Khoa thì phi công đột ngột loan báo rằng vì lý do kỹ thuật cho nên phi cơ sẽ phải bay qua và đáp xuống một phi trường khác tức là nhằm mục đích đáp xuống một nơi mà những người ủng hộ cho ông Navani sẽ ngỡ ngàng bởi vì họ không thể nào chạy kịp qua phi trường bên kia để chào đón và được ủng hộ ông được cả thì thưa quý vị không đặt chân tới phi trường thì ông bị bắt ngay và hồ sơ truy tố ông nói rằng ông đã vi phạm cái lệnh mà quản chế trong cái thời gian mà ông uh, rang uh, lãnh cán tù treo vì tội tham nhũng cái vụ này xảy ra năm 2014 nhưng mà ông nó hoàn toàn phủ nhận ông bảo đó chỉ là một cái vụ bắt giữ có động cơ chính trị nhằm mục đích triệt hạ cá nhân ông mà thôi À, ông chưa biết uh, sẽ bị giam giữ như thế nào nhưng mà người luật sư riêng của ông là Olga Mikhailova cũng có mặt trong chuyến bay thì đã cùng với vợ ông đi ra được phi trường để đi về nhà à, còn cá nhân ông thì bị bắt và hiện nay đang nằm trong một cái trại giam tại thủ đô Mạc Tư Khoa chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong mục uh, bình luận chiều ngày hôm nay. mừng xuân tân sửu 2021 và cũng để tri ân quý vị khán thính giả và độc giả của trung tâm dinh dưỡng và nhà sách tự lực. Kể từ hôm nay đến hết ngày 11 tháng 2 năm 2021, khi quý vị mua bất cứ sản phẩm nào tại trung tâm dinh dưỡng và nhà sách tự lực có tổng giá trị trên 100 Mỹ Kim, quý vị sẽ nhận được một vé số bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị, mua càng nhiều cơ hội trúng thưởng càng cao, giải thưởng bao gồm giải nhất trị giá 1.500 Mỹ Kim bao gồm 500 Mỹ Kim tiền mặt, 500 Mỹ Kim gift card và một phần quà trị giá 500 Mỹ Kim. Giải nhì trị giá 1.000 Mỹ Kim bao gồm 200 Mỹ Kim tiền mặt, 300 Mỹ Kim gift card và một phần quà trị giá 500 Mỹ Kim. Giải ba trị giá 800 Mỹ Kim bao gồm 300 Mỹ Kim gift card và một phần quà trị giá 500 Mỹ Kim. Năm giải khuyến khích mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim gift card. Năm giải ủi mỗi giải trị giá 50 Mỹ Kim gift card. Mọi chi tiết xin gọi 1888 204 7749 và 714-676-8310. Quý khách ở xa muốn mua những sản phẩm xin vào trang nhà của chúng tôi là www.tuluc.com Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và nhiều may mắn. Nhà sách tự lực hân hạnh giới thiệu với quý độc giả tác phẩm Đi, Đọc và Viết, sáng tác mới nhất của nhà văn Phạm Xuân Đài. Phạm Xuân Đài viết không chỉ nhằm xuất bản một tác phẩm thuần túy tưởng tượng, mà là một cuộc hành trình khám phá chính bản thân mình qua các kinh nghiệm sống thực để rồi soi chiếu ngược lại tâm hồn mình. Đúng như tựa của cuốn sách là Đi, Đọc và Viết, Phạm Xuân Đài ghi lại những chuyến ngao du, ông quan sát, ông thu thập, rồi gạn lọc từng cảnh quan, từng sự kiện liên quan đến người và việc, rồi từ tốn dàn trải trên những trang giấy, như thể ông đang sống lại cảm giác của từng giây phút khi ông dừng lại các bến bờ vừa đặt chân tới Các vùng đất vừa bỏ lại sau lưng Để rồi rong ruổi đến một chặng nghỉ chân kế tiếp Phạm Xuân Đài hơn 20 năm trước đã viết đoàn ký Chùa là cái thiện của làng Vẽ lên một quê hương Việt Nam tan rã Người dân Việt Nam chỉ còn biết trông vào tính thiện của hồn thiêng sông núi Để có chút uh, an tâm khi nghĩ đến tương lai Nay thì Phạm Xuân Đài viết Đi, đọc và viết để tìm cái riêng của bản thân mình và đồng thời cũng là cái chung của rất nhiều người. Tác phẩm đi, đọc và viết của Phạm Xuân Đài hiện đang bán tại nhà sách tự lực. Địa chỉ là 14318 Brookhurst Street, thành phố Garden Road, từ bang California 92843. Điện thoại miễn phí là 1888 204 -7749. 1888-204-7749 và số điện thoại để độc giả gọi trực tiếp vào từ lực bookstore là 714-676-8310 714-676-8310 Quý độc giả ở xa muốn mua sách, xin vào trang mạng của nhà sách tự lực là www.tulực.com Nhà sách tự lực hân hạnh giới thiệu với quý độc giả tác phẩm đất gia đình xưa, bến nghé xưa và người Sài Gòn của nhà văn Sơ Nam. Trong cuốn Đất gia đình xưa, bến nghé xưa và người Sài Gòn, nhà văn Sơn Nam mong muốn giới thiệu đến bạn đọc một cái nhìn khá toàn diện về vùng đất Nam Bộ với một tên gọi thân thuộc là gia đình. Dù là gia đình phủ, gia đình trấn hay gia đình thành, tên gọi vùng đất ấy tức là đất gia đình cũng gồm cả Nam Bộ với trung tâm hành chính quân sự quan trọng là Bến Nghé Sài Gòn. Từ đất gia đình xưa, chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn về Bến Nghé Sài Gòn, vùng lãnh thổ cơ bản đã định hình trong thế kỷ thứ 19 với ba đơn vị hành chính là Sài Gòn chợ lớn và gia định. Phần lớn là vùng đất Bến Nghé Sài Gòn xưa nay thuộc thành phố Sài Gòn. Từ không gian rộng đất gia đình xưa đến không gian hẹp là Bến Nghé xưa bạn đọc sẽ có dịp làm quen với người Sài Gòn, những chủ nhân cũ và mới của vùng đất đã từ lâu trở thành một phần không thể tách rời của con người và đất nước Việt Nam. Tác phẩm Đất gia đình xưa, Bến nghẽ xưa và người Sài Gòn của nhà văn Sơn Nam hiện đang bán tại nhà sách tự lực. Địa chỉ là 14318 Brookhurst Street, thành phố Garden Road, California 92843 số điện thoại miễn phí để quý vị gọi vào đặt mua sách là một tám 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 hai một tám 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 hai bốn bảy bảy bốn chín và số điện thoại để quý độc giả gọi trực tiếp vào cho tự lực bookstore là bảy một bốn sáu bảy sáu tám ba một bảy một bốn sáu bảy sáu tám ba một độc giả ở xa muốn mua sách xin vào trang mạng của nhà sách tự lực là www Tự công ty percent ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà ashitaba và bột dinh dưỡng ashitaba 36 energy booster đặc chế từ lá cây ashitaba một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo hachicho nhật bản có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất là một thực phẩm bổ dưỡng muốn ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Xin gọi 1888 204 0974 7749 hoặc ghé trang nhà tự lực mo.com